Xin chào tất cả các bạn đến với bảng cập nhật giá vàng của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2019. Thì nhìn chung giá vàng trong ngày 11 tháng 7 năm 2019, cả trong nước và thế giới đều có xu hướng tăng đột biến ở tất cả các hệ thống vàng SJC, Doji, PNG cũng như hệ thống vàng 4 số 9. Cụ thể giá vàng trong nước và thế giới sẽ thay đổi như sau. Thứ nhất, giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch trong ngày hôm nay thì giá vàng thế giới đã đạt ngưỡng đó là 1.418 USD trên một ounce cả ở chiều mua vào và bán ra. Và chúng ta có thể thấy rằng trong ngày hôm nay ngày 11 tháng 7 tăng giá vàng thế giới tăng 23 USD trên một ounce. Còn giá vàng trong nước cũng có xu hướng tăng và mức độ tăng của giá vàng trong nước dao động ở mức giá đó là 400.000 đồng. Thậm chí có những hệ thống vàng tăng lên 460.000 đồng ở chiều mua vào hoặc là bán ra. Cụ thể như sau. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay thị trường thành phố Hồ Chí Minh ở giá vàng của hệ thống vàng SJC chiều mua vào đó là 39.050.000 đồng và bán ra là 39.350.000 đồng và tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và 480.000 đồng ở chiều bán ra. Hệ thống Doji ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào đó là 39.150.000 đồng và bán ra là 39.430.000 đồng và cũng tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào và 560.000 đồng ở chiều bán ra. Và chúng ta thấy rằng ở Doji, hệ thống vàng Doji ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là Đà Nẵng thì có mức giá tăng rất là cao, cao hơn các hệ thống vàng khác, tăng 500 và 560 lần lượt ở chiều mua vào và bán ra. Hệ thống PNG chiều mua vào đó là 38.900.000 đồng và bán ra là 39.400.000 đồng và cũng tăng lần lượt là 400.000 đồng và 500.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Và sự chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra trong ngày hôm nay đó là 500.000 đồng của hệ thống PNG. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, vàng nữ trang 4 số 9 chiều mua vào đó là 38.550.000 đồng và bán ra là 39.350.000 đồng và cũng tăng 400.000 đồng. 450.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào đó là 38.160.000 đồng và bán ra là 38.986.000 đồng và cũng tăng là 445.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 18K chiều mua vào đó là 28.265.000 đồng và bán ra là 29.665.000 đồng và cũng tăng lần lượt đó là 337.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 14K chiều mua vào 21.693.000 đồng và bán ra là 23.093.000 đồng và cũng tăng 262 ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 10K chiều mua vào đó là 15.161.000 đồng và bán ra là 16.561.000 đồng và cũng tăng 188.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình cái bảng giá này để theo dõi trực quan hơn. Tại thị trường Hà Nội, ở Hà Nội hệ thống SJC của Hà Nội cũng tương tự như là thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 39.050.000 đồng và bán ra là 39.370.000 đồng và cũng tăng 400.000 đồng và 500.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji ở Hà Nội mua vào đó là 39.170.000 đồng và bán ra là 39.470.000 đồng và cũng tăng 520.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng ở chiều bán ra. Chúng ta có thể theo dõi rằng tất cả các hệ thống vàng ở Hà Nội đều có xu hướng tăng từ 400.000 đồng cho đến 600.000 đồng. PNG ở Hà Nội mua vào đó là 38.950.000 đồng và bán ra là 39.400.000 đồng và cũng tăng 400 và 500 ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 480 chiều mua vào và 500.000 đồng ở chiều bán ra. Cụ thể đó là mua vào 39.130.000 đồng và bán ra là 39.400.000 đồng. Phú Quý mua vào 39.100.000 đồng và bán ra là 39.400.000 đồng và cũng tăng 450 và 480 ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại thị trường Đà Nẵng, thị trường Đà Nẵng SJC chiều mua vào đó là 39.050 và bán ra là 39.370 và cũng tăng 400 và 500 ở cả hai chiều lần lượt mua vào và bán ra. Doji chiều mua vào là 39.100.000 đồng và bán ra là 39.450 và cũng tăng 450 và 580 ở cả hai chiều.
PNG cũng tăng 400 và 500 ở hai chiều mua vào và bán ra. Và cụ thể mua vào là 39 triệu 900 nghìn đồng và bán ra là 39 triệu 400 nghìn đồng của PNG Đà Nẵng. Hôm nay là một ngày mà giá vàng tăng đột biến ở tất cả các hệ thống vàng. Ngoài ra hệ thống SJC ở một số địa phương khác trên phạm vi cả nước như Cần Thơ, Huế, Buôn Ma Thuột, Bình Phước, Nha Trang, Cà Mau, Đà Lạt, Quảng Ngãi, thị trường vàng miền Tây vân vân thì đều có xu hướng tăng. Mức độ tăng giống nhau. Đó là chiều mua vào đó là tăng 350. Ở tất cả các hệ thống này mua vào đều tăng 350.000 trên một lượng và bán ra là tăng 450.000 đồng một lượng. Mình xin điểm qua giá vàng chiều mua vào và bán ra trong nước của hệ thống SJC của một số địa phương như sau. Tại Cần Thơ chiều mua vào là 39.050, bán ra là 39.400. Huế 39.030 và bán ra là 39.370. Buôn Ma Thuột mua vào cao một chút đó là 39.040 và bán ra cũng tương tự đó là 39.370. Nha Trang tương tự như là Buôn Ma Thuột. Ở Bình Phước thấp hơn một chút đó là 39.020 và bán ra là 39.380. Cà Mau 39.050 và bán ra là 39.370. Như vậy Cà Mau là tương tự như Nha Trang. Biên Hòa chiều mua vào là 39.050 và bán ra là 39.350. Thị trường vàng miền Tây và Quảng Ngãi tương tự như thế, hai địa phương này như nhau, và Long Xuyên của An Giang như nhau, và ba địa phương còn lại đều có giá như nhau, đó là chiều mua vào 39.050 và bán ra là 39.350. Đấy là thị trường vàng SJC ở một số các địa phương khác trong phạm vi cả nước, chúng ta có thể theo dõi trên màn hình, bảng trên màn hình. Thị trường vàng tại một số ngân hàng lớn ở trong nước thì có hai hệ thống ngân hàng có xu hướng tăng, đó là Vietcombank Gold và TPBank Gold. Còn các hệ thống vàng khác thì giữ mức ổn định như ngày hôm qua. Cụ thể đó là Vietcombank Gold chiều mua vào là 38.680.000 và bán ra là 38.900.000, và cũng tăng 80.000 đồng ở chiều mua vào và 80.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, và mức tăng này không đáng kể. Tuy nhiên TPBank Gold thì mức tăng khá là cao. Chiều mua vào đó là 39.110.000 đồng và bán ra là 39.700.000 đồng. Mình thấy bất ngờ về cái ngân hàng này, TPBank Gold có tăng cao nhất. Và chiều mua vào đó là tăng 760.000 đồng trên một lượng và bán ra là tăng 500.000 đồng trên một lượng. Còn các hệ thống vàng khác như là Maritimebank, SCB, Eximbank và SHB thì giữ mức ổn định như ngày hôm qua, không có gì thay đổi cả. Như vậy mình vừa điểm qua cái bảng giá vàng trên phạm vi cả nước trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2019. Chúng ta có thể theo dõi thêm ở trên màn hình về cái bảng này để cập nhật một cách chính xác. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật giá vàng vào ngày 12 tháng 7 năm 2019 vào ngày mai, vào tầm 8 giờ sáng ngày mai. Và các anh chị hãy đăng ký kênh để cập nhật giá vàng một cách chính xác nhất và sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.